Đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có cuộc làm việc với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 10 tháng, phương hướng nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2022 và kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cho chủ trương giải quyết một số khó khăn vướng mắc. Trong 10 tháng qua, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La đã bám sát sự lãnh đạo và định hướng tuyên truyền của Trung ương và của tỉnh, chỉ đạo xây dựng và triển khai hơn 70 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sản xuất các chương trình phát thanh truyền hình, truyền thông số bằng tiếng phổ thông và tiếng dân tộc, bảo đảm an toàn phát sóng và an ninh tư tưởng, đúng tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí. Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Tráng Thị Xuân ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trong 10 tháng năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Mặc dù nguồn nhân lực còn thiếu, nhưng đài đã nỗ lực cố gắng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt tổ chức truyền thông tốt nhiều sự kiện lớn quan trọng của tỉnh. Về 4 kiến nghị của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhất trí chủ trương xem xét giải quyết sớm, chỉ đạo Sở Tài chính và Sở Thông tin Truyền thông tạo điều kiện phối hợp, nhất là trong việc xây dựng đơn giá dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước, vừa đáp ứng được yêu cầu tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương, vừa tạo điều kiện giúp đài thực hiện cơ chế tự chủ, thu hút nguồn lực phục vụ công tác tuyên truyền.